Ahmed Ventana Marin và Bleu de Chanel. Và trên thế giới thì đang bảo Marin này có mùi hương khá là giống với Bleu de Chanel. Vậy liệu nó có phải là sự thật hay không? Tranh thủ khi phiên bản Marin này chưa quá hot ở thị trường Việt Nam, mình sẽ chia sẻ cảm nhận cá nhân của mình. Và nếu như ở tầm giá của Ventana Marin thì đây có phải là một lựa chọn tốt hay không? Cùng nhau xem trong video lần này nhé. Cái đầu tiên là mình muốn nói với các bạn đó là hãy tìm đến video về chai nước hoa Bleu de Chanel. Hãy xem nó thật kỹ trước khi chúng ta tìm đến một mùi hương nào đó được nói rằng giống với Bleu de Chanel. Và trên tay mình đây đang là Ventana Marin. Các bạn có thể nhìn thấy nó không phải là cái chai Ventana bản gốc là màu đen có mùi hương giống với Dior Sauvage Elixir mà mình đã làm review rồi, thì đường link sẽ hiện ở đây. Ở đây thì cái phiên bản Marin này thì nó cũng có một cái màu sắc khá là tương đồng, đó là màu xanh nước biển, rất là dễ nhìn. Và các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế của nó thì cũng khá là bắt mắt khi mà ở hai cái phần viền này các bạn có thể nhìn thấy là được bọc một cái, đại khái là tôi nghĩ là bọc một cái lớp nhựa, không, kiểu da mềm mềm ấy, để toát lên được cái vai biển cả. Chai nước hoa thì nó sẽ rút ra như thế này. Ở trong thì cũng nắp thì cũng là màu xanh luôn. Đó. Nhưng mà cái chai này thì tôi thấy nó mỗi lần nó cầm nó hơi lọc sọc một xíu. Nó vẫn là cái cảm nhận giống với cái phiên bản Ventana gốc thôi. Nên là riêng về thiết kế thì tôi đánh giá cái phiên bản màu xanh này thì có vẻ nhìn thích mắt hơn so với cái phiên bản Ventana phiên bản gốc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mùi hương. Phiên bản Marin ở đây thì như mình có nói ban đầu, đó chính là nó sẽ có phần giống với chai Bleu de Chanel. Nhưng cụ thể nó sẽ là phiên bản nào mới là vấn đề nhá. Tại vì Bleu de Chanel thì các bạn có thể thấy trên thị trường là có 3 phiên bản. Bleu de Chanel EDT như mình đang cầm ở trên tay đây, nó không có cái chữ gì cả. Ngoài ra cái phiên bản EDP và phiên bản Parfum thì nó sẽ có một cái dòng chữ ở dưới này. Và tôi phải xác định luôn, đó là phiên bản Marin này không giống với phiên bản EDT. Thì khi các bạn xịt hai cái mùi hương này ra, tôi đã xịt side by side khá là nhiều từ sáng mấy ngày hôm trước với nhau, thì cá nhân tôi cảm nhận ở cái phiên bản Bleu de Chanel khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy cái nét bạc hà khô cùng với chanh chua khá là rõ rệt. Còn đối với phiên bản Marin này thì các bạn nhận thấy cái mùi cam ngọt có phần khá là tươi, và cái nét ngọt sẽ là cái nét chủ đạo chứ không phải cái nét chua như là ở Bleu de Chanel phiên bản EDT. Thế nên là ngay từ ban đầu tôi đã thấy cái sự khác biệt cực kỳ dễ dàng nhận ra. Các bạn chả cần phải là một người ngửi nước hoa quá nhiều hay là kiểu chuyên gia gì cả, các bạn nhận thấy rằng là hai con này top nốt gần như chả giống nhau, có chăng là chung cái vai kiểu citrus ban đầu của vô vàn chai nước hoa khác. Còn nếu như mà bạn side by side cái phiên bản Marin này với phiên bản EDP thì về cơ bản thì nó cũng có một cái sự đồng điệu đâu đó khoảng tầm 50% thôi, không quá nhiều. Tiếp tới ở khoảng giữa thì Bleu de Chanel phiên bản EDT hay là phiên bản EDP nó có cái sự chuyển biến mùi hương khá là chậm so với cái phiên bản Ventana Marin này. Ở trên da mình thì Ventana Marin nó kéo dài được cái nét ngọt của cam đâu đó khoảng tầm 15 phút, và các bạn nhận thấy một cái bay mùi aromatic kiểu xô thơm, những cái thứ mấy cái loại thảo mộc thơm ngọt nhẹ nó xuất hiện mix cùng cái nét cam ngọt và bắt đầu kéo cái mùi hương có phần tối xuống. Và lúc này thì nó gợi nhớ tới khá là nhiều những chai nước hoa, và có thể là sau khoảng tầm 30 phút thì cái phiên bản Ventana Marin này nó có nét tương đồng một phần nào đó, tôi nghĩ cũng vẫn chỉ 50% so với cái phiên bản Bleu de Chanel EDP nhá, chứ không phải là EDT. Và cuối cùng ở trên da tôi thì cái phiên bản Ventana Marin nó có một cái dry down hơi hướng hơi giống với Creed Aventus ở khoảng cuối, hoặc là những chai nước hoa như kiểu là chai hôm trước tôi có gửi một chai của nhà Tada nhưng mà tôi không nhớ tên con đấy lắm, con đấy có tên là Row cái gì đó. Có gì tôi sẽ gửi cái đoạn này hình ảnh của chai đấy cho QM Editor để nó để vào. Hoặc là những chai nước hoa có sử dụng cái bay mùi Ambrosan nhưng mà làm theo hướng hơi sánh nhẹ một xíu. Thực sự thì nó làm tôi nghĩ tới Creed Aventus nhiều hơn là chai nước hoa Bleu de Chanel phiên bản EDT này. Nên là tôi đã phải test lại thêm một lần nữa. Thì cuối cùng tôi nhận ra rằng cái nét dry down của cái con Ventana Marin ấy thì nó có một cái sự
kết hợp giữa Bleu de Chanel phiên bản EDP cùng với Quid Aventus khi dry down. Đó, hai sự kết hợp này nó làm mình nhớ tới con này luôn. Thế nên là thực sự thì với tôi thì ở trên góc độ là một người làm review chia sẻ làm sao để các bạn có thể dễ dàng, dễ hình dung nhất, thì tôi thấy rằng phiên bản Marine này nó không hoàn toàn giống với cái phiên bản Bleu de Chanel nào cả, mà nó sẽ là một cái sự mix nhiều mùi hương cùng với nhau. Một chút của phiên bản Bleu de Chanel EDP, một chút của Quid Aventus ở phía đoạn cuối, và thực sự thì ở phần top note nó cũng không gợi nhớ tới quá là nhiều những chai nước hoa khác. Nên đối với mình thì Amat Ventana Marine chắc chắn không phải là phiên bản clone giống hệt so với Bleu de Chanel phiên bản nào cả. Rõ ràng cái này nhá, để cho đỡ bị tránh cái việc là cứ nhìn thấy con này xong rồi lên trên mạng thấy mọi người cứ bảo là giống nhau, là mọi người quất là hơi sai lầm đấy nhá. So với tôi thì tôi nghĩ là Missoni Parfum nó sẽ là phiên bản giống hơn so với Bleu de Chanel phiên bản EDP hay là EDT. Vậy thì cái hiệu năng của em nó sẽ như thế nào để chúng ta có thể có thêm những cái thông tin và chốt lại mùi hương này nó có đáng mua hay không? Thì con Ventana phiên bản Marine này tôi xịt từ đâu đó khoảng tầm 8 giờ sáng. Đến bây giờ thì mùi hương nó đã nhẹ dần ở trên da và nó lưu được đâu đó trên da tôi khoảng tầm đến bây giờ là 3 giờ chiều tôi quay cái video này. Thì chính xác nhất là đến thời điểm hiện tại là khoảng tầm 7 tiếng mình vẫn ngửi thấy mùi hương ở trên da, nhưng mà phải đưa sát vào như thế này. Còn lúc buổi trưa khi mà mình ngủ thì mình ngửi thấy mùi hương này khá rõ ở trong một cái không gian, đó là mình đắp chăn, nghĩa là nhiệt độ cao đó. Thì đối với cá nhân mình, con Marine này nó sẽ bám trung bình khoảng tầm 8 tiếng và nó tỏa hương khá tốt tầm hơn nửa cánh tay và duy trì được khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Đây là một trong những cái hiệu năng khá là ổn với một cái nhóm bay mùi dễ chịu như này nhá. Tôi phải nói rằng con này có một cái top note và dry down cực kỳ dễ chịu, không có gì để chê trách cả. Đó. Và qua những cái thông tin như vậy thì mình có thể khẳng định với các bạn rằng thứ nhất đó chính là Ventana Marine thì không phải là một cái phiên bản clone hoàn hảo nhất của Bleu de Chanel, dù là EDT, EDP hay là Parfum, mà nó sẽ góp nhặt một chút từ phiên bản EDP này, một chút của EDT và cái nét dry down của Aventus thì sẽ ra phiên bản này, nhưng nó có một cái hiệu năng khá là ổn và ở cái mức giá đâu đó khoảng tầm một củ khoai thì đây là một trong những con khá là đáng mua. Và nếu như bạn xem kênh TikTok của tôi thì tôi có một chuyên mục đó là, thì tôi khẳng định luôn con này xứng đáng vào trong list như vậy. Và con này thì cũng sẽ phù hợp với cái việc đó chính là bạn đi làm môi trường văn phòng, bạn ăn mặc có thể là lịch sự nhưng nó không quá cầu kỳ, phức tạp và khuôn khổ như kiểu là phải đeo cà vạt hay gì cả. Chỉ đơn giản là các bạn có thể mặc một chiếc áo sơ mi và các bạn không nhất thiết phải sơ vi nó với một chiếc quần Âu, một chiếc giày theo cái hơi hướng kiểu giày Tây theo kiểu Hàn Xẻng, hoặc là các bạn có thể mặc một chiếc áo polo cùng với chiếc quần jean lịch sự, thì con này khá là đa dụng và mình nghĩ rằng là con này nó cũng sẽ phù hợp với nhiệt độ khoảng tầm đâu đó 32 cho đến 33 độ. Hôm nay thời tiết Hà Nội khoảng tầm 35 độ tôi xịt mùi này nó không hề khó chịu một xíu nào. Và thậm chí rằng đây là một trong những chai nước hoa khá là đa dụng ở mức giá thành rất là rẻ với những bạn nào có cái nhu cầu đó là không muốn dùng bỏ quá nhiều tiền để mua một chai nước hoa mang tính đặc biệt mà chỉ đơn giản là rẻ, tính ứng dụng cao, hiệu năng tốt, thì đây là chai đáng mua. Và xác định đây là chai đáng mua trong năm nay của nhà Amat của bộ Ventana nhá. Ngon, xác định ngon. Yeah, chính xác luôn. Ok. Và nếu như bạn thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.